Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ cập nhật cho các anh chị một số các thông tin on-chain trên thị trường crypto để giúp cho các anh chị có thêm cái bức tranh về thị trường. Đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là hiện tại thì tôi đang ở trong cái trang cryptoone.com. Đây là một trong những cái trang cung cấp thông tin khá là chi tiết và hữu ích trên thị trường. Và hiện tại thì tôi sẽ phân tích cho các anh chị thấy cái chỉ tiêu đó chính là BTC đang lưu trữ trên các cái sàn giao dịch. Chỉ số này á, nó sẽ cho các anh chị thấy là cái lượng BTC hiện tại trên sàn giao dịch nó sẽ sẵn sàng để mua bán trao đổi trên các cái sàn giao dịch là như thế nào. Với cái số lượng là 2.336.401 BTC á, thì cái giá trị của nó là dưới 100 tỷ đô, nó khoảng 98,6 tỷ đô. Thì ở trong đây các anh chị lưu ý là nó sẽ có hai thị trường mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất là mảng spot, là mảng giao ngay. Thì các anh chị thấy cái lượng BTC đang lưu trữ trên các cái sàn giao dịch ở mảng giao ngay là nó khoảng 1.123.000 BTC. Và bên cạnh đó thì mảng về phái sinh là nó chiếm khoảng là 1.213.000. Như vậy thì các anh chị thấy là mảng giao ngay nó chiếm khoảng 50% và mảng phái sinh nó chiếm khoảng 50% lượng BTC trên các sàn giao dịch. Thì chúng ta sẽ đánh giá xem là bình quân như vậy mỗi một ngày á, thì lượng BTC này người ta nạp lên trên các sàn giao dịch nó khoảng bao nhiêu. Thì các anh chị có thể nhìn thấy cái thời điểm gần nhất là 30.646 BTC được nạp trên các sàn giao dịch. Còn 2 ngày trước đó thì nó nạp ít hơn, nó khoảng 9.900 và 8.900. Còn trước đó thì ngày trước đó nữa thì cái lượng BTC nạp lên bình quân nó trên 30.000 BTC được nạp lên trên các cái sàn giao dịch. Thì thường người ta sẽ nạp BTC lên các cái sàn giao dịch để người ta có thể giao dịch ở mảng spot hoặc là phái sinh. Thì các anh chị có thể xem chi tiết ở mục phái sinh thì các anh chị sẽ thấy là lượng BTC ngày hôm qua là ngày 17 tháng 1 đó được nạp lên sàn giao dịch ở mảng spot chỉ có 5.900 thôi, còn lại là hơn 29.000 là nó nạp lên mảng phái sinh. Thì như vậy các anh chị thấy là cái mảng phái sinh luôn luôn thu hút được một cái lượng tiền, lượng BTC đổ vào để giao dịch ở trên các cái mảng này, còn mảng spot thì nó chiếm ít hơn. Và các anh chị view BTC thì chúng ta nhìn một cái tầm nhìn dài hạn, ở một cái bức tranh dài hạn thì các anh chị có thể thấy đó là đây là một biểu đồ thể hiện là số lượng BTC nạp vào trừ cho số lượng BTC rút ra. Nếu như số lượng BTC nạp vào mà lớn hơn lượng BTC rút ra thì nó sẽ thể hiện cái cột màu xanh ở trên đây. Còn nếu lượng BTC rút ra nhiều hơn lượng BTC nạp vào thì nó sẽ thể hiện cái cột màu đỏ. Thì các anh chị thấy là trong các cái ngày qua thì các anh chị thấy cục màu đỏ nó liên tục nó xuất hiện ở các cái ngày ở đây. Đặc biệt có cái ngày này thì nó rút ra dương tới 29.000 BTC. Điều đó chứng tỏ rằng là trong dài hạn thì các nhà đầu tư họ rất tin tưởng vào BTC và họ đang thu mua BTC để họ lưu trữ vào trong cái ví cá nhân của mình. Thì các anh chị có thể nhìn thêm một chỉ số về xu hướng nữa, đó chính là lượng BTC trên các sàn giao dịch trong thời gian vừa qua thì nó liên tục bị giảm xuống. Có nghĩa là người ta thu mua xong người ta rút ra khỏi cái sàn giao dịch. Kỹ hơn chút xíu nữa thì các anh chị có thể view ở mảng spot thì các anh chị thấy là liên tục người ta mua vào và người ta đã rút ra khỏi các cái sàn giao dịch để lưu trữ trong các cái ví của mình. Rồi cái chỉ số thứ hai mà các anh chị cần quan tâm đó chính là chúng ta xem coi thợ đào BTC thì họ đã bán hay họ vẫn lưu trữ số lượng BTC của mình. Thì các anh chị thấy cái chỉ số là miner reserve ở đây là lượng BTC đang lưu trữ trong cái ví của các cái thợ đào. Đây là biểu đồ thể hiện lượng BTC lưu trữ trong cái ví của thợ đào. Thì các anh chị thấy trong thời gian ngắn hạn gần đây thì các anh chị thấy là cái ví của cái thợ đào lượng BTC liên tục tăng lên. Thì điều này chứng tỏ là thợ đào họ đào ra được cái lượng BTC và họ không có bán cái lượng BTC của mình ra nhiều và họ vẫn tin tưởng rằng trong tương lai giá của BTC nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và họ vẫn còn đang lưu trữ. Thì các anh chị có thể nhìn thêm một cái chỉ số của thợ đào, đó chính là miner outflow. Có nghĩa là miner họ, các cái thợ đào họ chuyển lượng BTC của mình ra khỏi các cái ví của họ.
Thì các anh chị có thể thấy là số lượng họ di chuyển ra các cái ví dưới 1.500 BTC trên một ngày, thì cái số lượng này nó chỉ là một khoản tiền để họ duy trì cái hoạt động thôi, thì họ không có quá nhiều. Thì đây là cái chỉ số mà thợ đào chuyển cái BTC của mình ra khỏi cái ví của mình và có thể bán OTC hoặc là họ có thể bán ở trên các cái sàn giao dịch. Thì như vậy, thông qua hai cái chỉ số là lượng BTC ở trên các cái sàn giao dịch cũng như là lượng BTC nạp và rút ra cộng với cái thông tin về thợ đào, thì chúng ta tin tưởng rằng nhà đầu tư họ đang tin tưởng cái thị trường này tiếp tục tăng trưởng và phát triển trong tương lai, cho nên họ vẫn giữ đồng BTC của mình. Nếu như các anh chị đang sở hữu BTC thì các anh chị phải hiểu đặt tầm nhìn cho nó dài hạn và đừng cố bán cái lượng BTC của mình ra, bởi vì trong tương lai có thể các anh chị sẽ hối hận nếu như các anh chị bán sớm cái lượng BTC của mình. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho các anh chị chỉ số chính là Ethereum. Thì Ethereum các anh chị cũng phân tích tương tự như là BTC. Thì các anh chị thấy số lượng Ethereum trên cái sàn giao dịch, anh chị thấy nó có cái xu hướng giảm xuống liên tục trong thời gian vừa qua, bất kể cái giá cả của nó biến động như thế nào thì nó vẫn đi theo cái xu hướng giảm. Thì các anh chị thấy là từ cái thời điểm đỉnh điểm của nó là khoảng tháng 3 2020 thì nó giảm cho tới thời điểm hiện tại là liên tục giảm trên cái sàn giao dịch. Có nghĩa là các nhà đầu tư họ rút đồng ETH của họ ra khỏi các cái sàn giao dịch và đang lưu trữ ở các cái ví cá nhân. Đồng thời thì họ có thể họ đang lưu trữ ở staking ở mục là Ethereum 2.0. Thì như các anh chị đã biết thì Ethereum 2.0 hiện tại là nó sẽ chuyển sang chế độ là Proof of Work sang Proof of Stake. Thì để cho vận hành được cái mạng lưới của Ethereum 2.0 thì cần một cái lượng Ethereum staking ở trên cái nền tảng này rất là nhiều. Và biểu đồ thể hiện cái lượng Ethereum đang staking ở trên nền tảng Ethereum 2.0 thì các anh chị thấy nó liên tục tăng, bất kể giá cả như nào thì anh chị thấy nó liên tục tăng. Vào thời điểm hiện tại thì các anh chị thấy là số lượng ETH nó đã staking vào đây là khoảng 8,9 triệu cái đồng ETH để staking trên nền tảng Ethereum 2.0. Như vậy thì thông qua cái chỉ số Ethereum, các anh chị có thể xem thêm một chỉ số nữa, đó chính là Exchange Flow. Thì để các anh chị có thể thấy là cái lượng Ethereum nạp vào và rút ra đó thì nó dương hay nó âm, để các anh chị có thêm cái nhìn về chỉ số Ethereum này. Rồi ngoài ra thì các anh chị có thể xét thêm một cái chỉ số nữa, chính là Exchange Flow của Ethereum. Có nghĩa là cái lượng Ethereum nạp vào và rút ra, nếu như nạp vào mà dương lớn hơn so với rút ra thì nó sẽ thể hiện cái cột màu xanh. Còn nạp vào mà thấp hơn rút ra thì nó sẽ thể hiện cột màu đỏ. Thì các anh chị nhìn một cái bức tranh tổng thể, anh chị thấy toàn là cái cột màu đỏ đây chiếm rất là nhiều. Có nghĩa là mỗi một ngày như vậy, lượng Ethereum rút ra ở trên các cái sàn dịch nó nhiều hơn so với lượng Ethereum nạp vào. Có những thời điểm các anh chị thấy là màu đỏ nó xuất hiện liên tục ở đây. Điều đó chứng tỏ là giá của Ethereum hiện tại rất là hấp dẫn so với các nhà đầu tư họ mua vào và họ rút ra khỏi sàn giao dịch, họ lưu trữ trong ví của mình hoặc là họ staking ở trên nền tảng Ethereum 2.0. Như vậy thông qua chỉ số Ethereum này các anh chị thấy đó, về dài hạn thì Ethereum là một trong những đồng coin mà các cái quỹ đầu tư họ rất là quan tâm và đang lưu trữ dài hạn của cái đồng Ethereum này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích thêm một chỉ số nữa, đó chính là về stablecoin. Stablecoin thì các anh chị hiểu là nó giống như cái đồng tiền pháp định ở trong mỗi quốc gia. Thì đối với thị trường crypto này, stablecoin nó chính là cái đồng ổn định và được dùng nó để mua bán các cái đồng token ở trên cái thị trường này. Thì ở đây chúng ta cũng xem xét coi là stablecoin hiện tại đang lưu trữ trên cái sàn giao dịch nó là bao nhiêu. Bởi vì stablecoin các anh chị có thể hiểu nó chính là cái sự thanh khoản cho thị trường crypto. Thì các anh chị có thể thấy là cái lượng stablecoin ở trên cái sàn giao dịch tính đến thời điểm hiện tại là nó khoảng là thời điểm cao nhất của nó lên tới 24,5 tỷ đô. Tuy nhiên so tới thời điểm hiện tại thì đã có một lượng stablecoin được rút ra khỏi sàn và hiện tại còn khoảng 21,2 tỷ đô. Thì trong cái 21,2 tỷ đô này nè, các anh chị thấy là mảng spot, có nghĩa là mảng giao ngay, thì lượng stablecoin ở trên mảng giao ngay này, lượng stablecoin ở trên cái mảng giao ngay này nó chỉ chiếm là 1,5 tỷ đô, 1,58 tỷ đô, thì nó rất là thấp các anh chị, 21 tỷ mà nó chỉ chiếm có 1,5 tỷ đô thôi.
thì còn lại là khoảng 80 tới 90%. Rồi còn lại là mảng phái sinh nó chiếm tới 19,3 tỷ, có nghĩa là nó chiếm hơn 90%. 90% lượng stablecoin hiện tại là đang nằm ở mảng phái sinh. Rồi các anh chị có thể thấy là nếu như mà chúng ta dựa vào các cái số liệu này mà chúng ta có thể thấy là với cái lượng mà Bitcoin ở trên cái mảng giao ngay đó, ở trên các cái sàn giao dịch là nó chiếm tới 47 tỷ đô. Mà trong khi đó cái lượng stablecoin hiện tại thì nó chỉ chiếm có 1,5 tỷ thôi, thì nó không đủ thanh khoản các anh chị. Nếu như chỉ cần một cái số lượng BTC nạp vào mà nó bán ra liên tục thì chắc chắn ảnh hưởng rất là lớn với giá cả của BTC, bởi vì hiện tại stablecoin nó chỉ có 1,5 tỷ, nó không đủ cái thanh khoản cho thị trường của Bitcoin vào thời điểm hiện tại. Rồi các anh chị có thể thấy thông qua ba chỉ số trên, đó chính là Bitcoin, ETH và chỉ số miner, thì chúng ta rút ra một kết luận là trong dài hạn thì thị trường nó còn tiếp tục tăng trưởng phát triển, đặc biệt là Bitcoin được các cái nhà đầu tư họ lưu trữ rất là dài hạn, cũng như là Ethereum cũng được các cái nhà đầu tư lưu trữ dài hạn. Còn thị trường ngắn hạn thì như thế nào? Thị trường ngắn hạn thì các anh chị thấy với cái lực có khoảng 1,5 tỷ đô stablecoin ở trên sàn giao dịch thì không đủ để tạo ra một cái tính đột phá giúp cho BTC có khả năng tăng trưởng. Việc còn lại thì các anh chị thấy là về mảng phái sinh thì lượng stablecoin ở trên đó rất là dồi dào, giúp cho các nhà đầu tư họ sẵn sàng họ nạp cái khoản tiền này lên để họ có thể chơi margin hoặc là option vân vân. Thì các anh chị có thể hiểu là trong ngắn hạn thì thị trường nó khó có sự tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái đợt bump and dump để nó diệt giết long diệt short. Thì các anh chị chú ý là khi chúng ta đánh lệnh future hoặc đánh long short thì các anh chị chú ý tới cái việc này. Hiện tại thì trên coinglass.com thì các anh chị thấy là các cái lệnh mà đánh long chiếm 55,8% và short chiếm 44%. Thì ở đây là chúng ta đang đánh với sàn, cho nên là sàn họ sẽ tìm cách họ sẽ điều chỉnh giá để có thể các cái nhà đầu tư thua lỗ một cách nó nhiều hơn. Và các anh chị có thể thấy thì trong vòng 24 giờ qua thì có 213 triệu đô đã bị cháy tài khoản, và trong đó có khoảng 85.733 trader đã bị cháy tài khoản, có nghĩa là đã bị thanh khoản các anh chị, đã bị thanh lý trạng thái tài khoản của mình. Như vậy các anh chị thấy thì nếu như các anh chị không có đủ trình độ và kiến thức để giao dịch trong cái mảng phái sinh thì chúng ta nên chọn mảng an toàn hơn, đó là giao dịch spot, và chúng ta mua và chúng ta lưu trữ dài hạn, đó là cách tốt nhất. Như vậy thông qua một số các cái chỉ số về BTC cũng như ETH và thông tin thị trường cơ bản của CryptoOne cung cấp thì các anh chị thấy trong dài hạn thì chúng ta kỳ vọng giá trị của BTC ETH nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, còn trong ngắn hạn thì nó chưa có cái sự tăng trưởng rõ rệt. Và trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ chú ý và cập nhật thêm các cái thông tin thị trường nó một cách nhanh nhất để các anh chị có thêm các thông tin. Các anh chị nếu thấy video này hữu ích, các anh chị có thể like video và subscribe kênh để giúp cho tôi có thêm các cái động lực để tôi có thể ra thêm các cái thông tin về on-chain giúp cho các anh chị có thể cập nhật thông tin một cách nhanh nhất trong thị trường. Nếu như có cái sự biến động lớn thì các chị hoàn toàn có thể có được sự chuẩn bị. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Cảm ơn các anh chị. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.